Tối ngày 24 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh có công điện về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới. Ông Chu Ngọc Anh nhận định, tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, nhất là khi thành phố đã xuất hiện chùm ca bệnh mới, chưa xác định nguồn lây nhiễm tại các khu vực chung cư, tập trung đông dân, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp. Do vậy, thành phố Hà Nội quyết định tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ, chỉ cho phép bán hàng mang về, các cửa hàng cắt tóc, gội đầu và không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người từ 12 giờ ngày 25 tháng 5. Thực hiện dừng triệt để các hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành làm việc trực tuyến.